có nhà bà nữ, chúng ta có thanh siêu sói. Lầy gặp siêu lừa, chúng ta có thanh sói. Không, thanh sói là chị em hai. Chúng ta có chị em hai. Và sau đó là chúng ta sẽ hy vọng là sẽ quay được Mai, hy vọng là sẽ quay được Cho Em Một Ngày. Hy vọng là đất nước Vân Nam sẽ đóng máy tốt đẹp để có rất là nhiều những cái triển vọng trong tương lai. Khi ta 25. Kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cinema 2022 tới đây là kết thúc. Và mong rằng sau một năm nữa, cũng ngày mùng 1 Tết năm sau, chúng ta sẽ nói về điện ảnh Việt Nam với nhiều những cái sự khởi sắc và nhiều những cái sự hy vọng hơn. Cảm ơn quý vị khách mời đã dành thời gian, và cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Yeah.